Cái này mình gửi anh khách nha. Mình còn thêm một nguồn nữa. Nguồn này đây. Các bạn sẽ thấy nha. Ở đây nó có hai cái ti này. Nhưng mà nó là nguồn thủy lực một chiều nha. Nguồn thủy lực một chiều. Ở cái van này khả năng nó sẽ mở rộng thành nguồn hai chiều nha. Nguồn hai chiều. Đó. Ok, thì con này 1 kW các bạn. 1 kW nha. Dung tích bình là 0,7 lít. 1 kW điện 24V. Đây test cho các bạn nha. Áp hơi bị dữ luôn. Đó. Ha. Các bạn nghe hơi không? Này mình không có tay bịt nha. Chứ bịt lại thì hơi nó nén rất là ok. Và cơ bản thì đã hết nhớt anh nha. Nhớt khí lực bên trong. Em ru nha, em ru các bạn ơi. 2,6 triệu nha. Giá tốt 2,6 triệu. Rơ le bao chạy nhảy. Đó. Cái này là rơ le đề nha. Khách nào cần thì mình sẽ đấu ra dây luôn. Mình đấu ra dây luôn cho các bạn nha. Đấu ra dây thì nó sẽ có hai cặp dây nha. Hai cặp dây. Đó. Và trong đó sẽ có một dây chung. Túm lại là có hai cặp dây. Đó. Thì các bạn cấp cặp dây này thì cái motor nó sẽ chạy. Đây là cái rơ le đề của motor nha. Motor nó sẽ chạy. Chạy thì nó sẽ bơm lên nha. Thì thường bơm lên á là cái ti nó nằm ở dưới. Nó vào cái rắc ở cái ti nằm dưới nha. À, là nó đẩy cái ti lên nha. Còn cái này là rơ le xả. Khi nhấp rơ le 24V nha thì nó sẽ ở đây nè, trong đây nè, nó sẽ rút cái van để nó xả dầu lại, nó xả dầu lại nha. Đó, nó xả dầu lại về trong bình lại nha. Đó. Và cái ở đây thì một cái ti lên nha. Và hình như để coi phải một ti xả không nha. Bộ này khách nào làm thì mình sẽ đấu dây ra luôn. Đấu dây ra thì mình tính thêm 100k nha. Dây đủ tải dài khoảng cỡ mấy tấc đó nha, để cho các bạn về dễ xài. Hoặc là khách nào đấu luôn cái tay bấm đó. Thêm 100k nữa nha đó. Đấu luôn thêm 100k nữa. Về khách chỉ việc cấp nguồn 24V là xài. Con này 12 vẫn chạy. Nhưng mà cái tải nó giảm đi 50%. Đây hiện tại mình đang test cái cục 12 này các bạn. Cục pin 12 nè. Vẫn chạy nha. Ha. Chạy khá là tốt. Ok. Anh em nào làm thì nó liên quan tới tải nè, liên quan tới ti nè thì liên hệ mình. Hiện tại 2,6 triệu là cái bộ này. Đấu dây các kiểu nữa thì ta bấm nữa thêm 100k nữa 2,7 triệu. Còn thêm cây ti nữa là 3,2 triệu. 3,2 triệu nha. KT 500K hành trình cỡ 20cm nha. Hành trình cỡ 1 gang. Đó. Quá đẹp luôn à. Mới tinh. Ok.